Thưa quý vị và các bạn, từ 17 giờ chiều nay 21 tháng 4, mỗi lít xăng giảm từ 485 đến 606 đồng, trong khi các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Riêng dầu ma rút tăng 649 đồng trên 1 kg. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính ngày 21 tháng 4, các mặt hàng xăng dầu hầu hết đều giảm giá. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 485 đồng trên 1 lít, bán ra không cao hơn 22.688 đồng trên 1 lít. Xăng RON95 giảm 606 đồng, bán ra không cao hơn 23.639 đồng trên 1 lít. Tương tự, dầu diesel giảm 752 đồng, bán ra không cao hơn 19.397 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa giảm 259 đồng, bán ra không cao hơn 19.480 đồng trên 1 lít. Riêng giá dầu ma rút tăng 649 đồng, bán ra không cao hơn 15.843 đồng trên 1 kg. Ở kỳ này thì Liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 300 đồng trên 1 lít, kỳ trước là 150 đồng trên 1 lít. Xăng RON95 ở mức 300 đồng trên 1 lít như kỳ trước, dầu diesel ở mức 300 đồng trên 1 lít như kỳ trước, dầu hỏa ở mức 300 đồng trên 1 lít như kỳ trước, dầu ma rút ở mức 0 đồng trên 1 kg như kỳ trước. Đồng thời, cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu kỳ trước chi đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng trên 1 kg. Ngày 21 tháng 4, Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò cầu thủ Nguyễn Văn Quyết 8 trận đấu do có hành vi vi phạm thân thể trọng tài sau trận thua 1-3 của câu lạc bộ Hà Nội ở trước Bình Định tại vòng 7 V-League 2023. Bên cạnh việc bị treo giò 8 trận, Văn Quyết còn phải nộp phạt 40 triệu đồng. Ban kỷ luật đã căn cứ khoản 2A điều 39 về hành vi xâm phạm thân thể trong quy định kỷ luật của VFF. Đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội bị phạt kịch khung do từng vi phạm trong quá khứ. Ở V-League 2016 thì Văn Quyết đẩy ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trận Hà Nội Khánh Hòa thuộc vòng 4 và khi đó thì anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị cấm 5 trận và gạch tên khỏi danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Với án phạt này thì đương kim quả bóng vàng Việt Nam phải nghỉ 7 trận V-League cùng 1 trận cúp quốc gia. Đây là tổn thất lớn với câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua ngôi vô địch. Khi tiền đạo 32 tuổi là cây săn bàn thắng chủ lực của họ. Kể từ đầu mùa đến nay thì Văn Quyết đã đóng góp 6 bàn, đứng thứ 2 trong cuộc đua cá nhân ở V-League. Ngoài Văn Quyết thì ban kỷ luật VFF phạt 4 cá nhân thuộc câu lạc bộ Bình Phước vì xô đẩy trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Lưu sau khi bị từ chối bàn thắng trong trận gặp Hòa Bình ở vòng 3 giải hạng nhất 2023. Theo đó thì huấn luyện viên Lê Thanh Xuân bị cấm 4 trận phạt 15 triệu đồng, cầu thủ Vũ Đức Duy, Trần Tấn Tài bị treo giò 3 trận phạt 10 triệu đồng, cán bộ kỹ thuật Khổng Thanh Tú bị cấm làm nhiệm vụ 5 trận phạt 15 triệu đồng. Thưa quý vị, chiều 21 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án ông Nguyễn Quang Tuấn cùng 11 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, lĩnh 3 năm tù vì tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hoàng Thị Ngọc Hưởng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù. Đoàn Trọng Bình là cựu phó phòng vật tư bị tuyên 2 năm 6 tháng tù. Hai cựu cán bộ bệnh viện là Nguyễn Thị Dung Hạnh 2 năm tù và Nghiêm Tuấn Linh 2 năm 6 tháng tù. Tòa án tuyên phạt Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Nga 2 năm 6 tháng tù. Phạm Huy Lập, sinh năm 1952, cựu giám đốc Công ty Hoàng Nga, bố vợ của bị cáo Đảng 2 năm 6 tháng tù và cho hưởng án treo. Và Phạm Thị Kim Oanh, cựu kế toán Công ty Hoàng Nga là vợ của bị cáo Đảng 2 năm tù. Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim Hòa Phát 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo. Theo Viện Kiểm sát, sau khi về làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội vào năm 2012, do có quan hệ từ trước với Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát, ông Tuấn đã tạo điều kiện để hai doanh nghiệp này gửi vật tư cho bệnh viện sử dụng trước. Sau đó, ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, thanh toán để cho các công ty trúng thầu. Khi thực hiện, các bị cáo thông đồng với nhóm công ty thuộc công ty định giá AIC ban hành chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội. Giá của các vật tư, thiết bị mà các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát đã được ấn định từ trước, cao gấp nhiều lần so với giá thị trường. Hành vi can thiệp trái quy định vào hoạt động đấu thầu này gây thiệt hại cho bệnh viện và quỹ bảo hiểm với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Tuấn giữ vai trò chủ mưu phải chịu trách nhiệm cao nhất so với các bị cáo còn lại. Nhóm cựu cán bộ cấp dưới của ông Tuấn là đồng phạm giúp sức cho cựu giám đốc bệnh viện. Khi luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá cựu giám đốc Bệnh viện Tim và các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi. Trong đó, ông Tuấn được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo cũng đặc biệt ăn năn. Do đó, Viện Kiểm sát chiếu cố xem xét trước khi đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án thấp hơn mức truy tố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng về tội gây rối trật tự công cộng.
Nguyễn Ngọc Thắng sinh năm 1984, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, khai nhận điều khiển tốc độ cao, rú ga, rip xe nhiều vòng quanh bùng binh trước nhà thờ lớn, trước nhà hát lớn Hà Nội, rạng sáng ngày 16 tháng 4 và 17 tháng 4. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Nissan do Nguyễn Ngọc Thắng điều khiển tốc độ cao, rú ga, drift xe nhiều vòng quanh bùng binh tại trước nhà hát lớn Hà Nội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông. Tổ công tác của Công an phường Tràng Tiền yêu cầu tài xế dừng, xuống xe nhưng tài xế không chấp hành và phóng xe bỏ chạy. Chiều 17 tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập tài xế Nguyễn Ngọc Thắng lên làm việc, tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Nissan màu trắng mang biển kiểm soát 30H69404 và một điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Thắng. Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo công an thì qua kiểm tra phát hiện xe của nghi phạm đã thay một số bộ phận như lắp thêm chắn gió đuôi xe, lắp thêm đèn nháy phía trước, lắp độ thêm giả hốc gió, cần số được thay bằng vật có hình dáng giống chuôi kiếm. Trích xuất hình ảnh từ camera hành trình thì cảnh sát xác định ngoài việc grip tại khu vực trên thì Thắng còn bật pô nổ to đi qua các tuyến phố như Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hồ Hoàn Kiếm, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không sân bay. Cụ thể, yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 tại các cảng hàng không sân bay gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại khu vực các cảng hàng không. Đối với các cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không khác được yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh hàng không như cấp độ 1, nhưng không cần tăng cường quân số trực bổ sung 20%. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không thông báo nội dung đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không sân bay. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất bổ sung phí dịch vụ lập hồ sơ cho xe mới là 50.000 đồng sau khi phương tiện này được miễn đăng kiểm. Theo thông tư 02 ngày 21 tháng 3, ô tô mới được miễn kiểm định lần đầu, tức là chủ xe không phải bỏ ra từ 250.000 đến 570.000 đồng phí dịch vụ đăng kiểm tùy theo loại xe. Họ chỉ phải nộp phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô từ 40 đến 90.000 đồng vào ngân sách nhà nước. Các xe mới diện miễn đăng kiểm sẽ không cần kiểm tra trên dây chuyền. Chủ xe hoặc người được ủy quyền chỉ cần mang giấy tờ đến các trung tâm kiểm định để lập hồ sơ phương tiện và được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định. Tuy nhiên, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, phương tiện không kiểm tra nhưng các trung tâm vẫn phải bố trí người lập hồ sơ, chi trả lương nhân viên, chi phí in ấn, điện nước. Do đó, Cục đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ lập hồ sơ là 50.000 đồng với mỗi xe đăng kiểm lần đầu để giúp các trung tâm giảm khó khăn. Chiều ngày 20 tháng 4 tại khu vực Vincom Plaza Long Biên, Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Long Biên tổ chức tuần hàng Việt thành phố Hà Nội. Tuần hàng thu hút trên 100 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn hữu cơ, sản phẩm OCOP, mỗi xã một sản phẩm, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để tiếp tục hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản và các sản phẩm hàng Việt, ban tổ chức đã bố trí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của các tỉnh, thành phố trong cả nước, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tham gia gian hàng tại Tuần hàng Việt. Tuần hàng Việt diễn ra đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2023.